Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một số kinh nghiệm để mình có thể xin được học bổng đi du học từ các trường đại học nha. Thì chắc chắn là đối với tất cả các bạn ấy, thì khi mà chúng ta nhắc đến vấn đề du học ấy, thì việc quan tâm hàng đầu của chúng ta đó là vấn đề tài chính đúng không? Trừ những bạn nào mà nhà có điều kiện này, bố mẹ có thể chi trả cho các bạn toàn bộ số tiền đi học ra ấy, thì ai ai khi đi du học cũng đều muốn xin học bổng. Học bổng thì sẽ đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau, có thể là đến từ chính phủ Việt Nam này, chính phủ các nước ngoài này, hoặc là học bổng đến từ các trường đại học. Và hôm nay thì mình sẽ muốn target vào một cái nhóm học bổng mà rất là nhiều người quan tâm hiện nay, đó là học bổng đến từ các trường đại học nha. Thì trước tiên khi mà chúng ta lựa chọn để đi du học á, thì các bạn phải có một mục tiêu, đó là chúng ta đi nước nào. Nó đi Anh, đi Úc, đi Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay là Brazil vân vân. Nhưng chúng ta phải chọn ra một nước. Và trong cái quốc gia đó thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu tìm xem là những cái trường đại học nào là những trường đại học tên tuổi, nằm trong một cái danh sách nào đó, một cái ranking nào đó, thì chúng ta sẽ nhắm vào cái nhóm trường đại học đó. Thế thì khi mà chúng ta đã nhắm được các nhóm trường đại học rồi á, thì chúng ta phải có một cái bước hơi bị thủ công một tí, đó là vào website của từng trường đại học một để xem là họ offer những khóa học nào và họ offer những loại học bổng nào, xem là có cái học bổng phù hợp với mình hay không. Sẽ có một cái cách mà chúng ta có thể nhanh hơn một chút, đó là thay vì chúng ta vào website từng trường đại học, thì các bạn có thể đến các trung tâm tư vấn du học á, thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều thông tin và thậm chí họ còn tư vấn cho chúng ta nữa. Thế nhưng có một vấn đề khi chúng ta đến với các trung tâm tư vấn du học, đó là chúng ta phải cực kỳ tỉnh táo, bởi vì các trung tâm tư vấn du học thì thông thường họ sẽ chỉ làm đại diện của một số trường nhất định thôi, cho nên họ sẽ đề cao rất là nhiều cái trường đó lên và họ cũng nhắm bạn là apply cho những cái trường đó. Thế nhưng mà đôi khi có những cái trường rất là tốt nhưng họ lại không đại diện chẳng hạn, thì chúng ta lại không biết được những cái thông tin từ trường đại học đó. Thế cho nên với mình thì tốt nhất các bạn vẫn nên đến các trung tâm tư vấn, và sau đó thì vẫn nên có những cái tìm hiểu riêng cho cá nhân của mình. Tất cả các thông tin về học bổng, ngành học, chương trình học như thế nào đều được public trên website của các trường đại học, cho nên là mất chút thời gian thôi mà, chúng ta tự tìm kiếm nhé. Sau khi mà chúng ta đã nhắm được một số trường đại học mà chúng ta mong muốn này, và một số loại học bổng mà chúng ta thích này, thì chúng ta phải xem, đọc thật kỹ xem là vậy thì tiêu chí của họ để lựa chọn sinh viên là gì, và tiêu chí của họ để chọn sinh viên cho học bổng là ra sao. Thông thường thì các trường đại học khi mà cho học bổng thì họ thường nhắm đến tiêu chí gọi là academic excellence, tức là có cái kết quả học tập rất là tốt á. Thế nhưng mà không cứ đâu, có những cái trường học mà trường đại học ấy họ lại trao học bổng cho sinh viên với những cái hoạt động ngoại khóa xuất sắc này, hoặc là sinh viên có những năng khiếu nổi bật như là đá bóng, như là ca nhạc này, hoặc là những bạn sinh viên mà có định hướng rất là tốt đối với việc là phát triển đất nước, đối với việc là giúp đất nước thoát khỏi cảnh nghèo khó vân vân. Thì cho nên chúng ta phải đọc thật kỹ xem tiêu chí của từng loại học bổng của từng trường đại học là gì trước khi mình apply nhé. Ok, xong. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã gọi là giới hạn được tầm 5, 6 hoặc 7 trường đại học gì đó để mình apply nha, thì bây giờ đến chuẩn bị hồ sơ. Vì là mình mới chỉ có kinh nghiệm apply ở Anh và Úc thôi, cho nên là bộ hồ sơ nó khá là đơn giản. Vậy thì những cái giấy tờ nào chúng ta cần chuẩn bị thì mình sẽ liệt kê sau đây nhé. Thứ nhất, đó là bảng điểm. Thế thì bảng điểm thì chắc là chúng ta chẳng có thể làm màu được nó rồi, bởi vì đó là những cái thành tích học tập mà các bạn đã có. Kinh nghiệm là gì? Điểm càng cao, khả năng xin học bổng càng dễ. Tất nhiên rồi. Nhưng không có nghĩa điểm thấp là chúng ta không xin được học bổng nha. Cái này mình sẽ nói sau. Vậy thì với cái bảng điểm này, chúng ta cứ thế mình nộp thôi, không đánh bóng gì được cả. Tuy nhiên nếu như các bạn vẫn đang ngồi trên ghế đại nhà trường ấy, và chúng ta có ý định xin học bổng để sau này đi du học, thì nên tập trung học một chút, bớt chơi đi một chút, làm thế nào để có điểm số càng cao càng tốt. Tất nhiên không phải là học quá chăm chỉ, nhưng nên biết cách học để cải thiện bảng điểm của mình. Thứ hai chúng ta cần đó là điểm IELTS. Rất là nhiều bạn phàn nàn với mình là làm thế nào để có được điểm IELTS cao bây giờ rất là khó khăn đúng không? Thì kinh nghiệm là gì? Chúng ta phải học thôi.
riêng với IELTS, riêng với tiếng Anh thì chúng ta không thể học một sớm một chiều được, mà nó là một cái quá trình nỗ lực rất là dài, cho nên chúng ta phải học ít nhất 2 năm thì mới mong có thể vượt qua kỳ thi này một cách dễ dàng với điểm số thật cao được. Cũng có nhiều bạn hỏi mình là liệu rằng IELTS có phải là cái quyết định để được học bổng hay không? Thì thực ra câu trả lời sẽ là không, bởi vì nó chỉ là điều kiện thôi. Mình có quen một anh bạn, anh ấy được học bổng toàn phần đi học ở Anh nha, và cho khóa học là giảng viên dạy tiếng Anh, tức là đào tạo để sau này anh ấy trở về Việt Nam dạy tiếng Anh á. Thế mà các bạn biết anh ấy IELTS được bao nhiêu không? 6.5. Quá thấp đúng không nào? Mà người ta vẫn được đó. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã có 5 năm liền dạy cho các em trẻ, em ở miền cao á, các em trẻ dân tộc ấy, với điều kiện sống rất là khó khăn, rất là thiếu thốn, mức lương rất là thấp. Thì đấy, họ nhìn vào những cái đó, chứ họ lại không nhìn vào điểm IELTS của anh ấy. Thế cho nên là gì? Cho nên là chúng ta phải tự tin lên. Tất nhiên điểm IELTS cũng giống như bảng điểm đại học thôi, càng cao càng tốt. Nhưng nếu chẳng may mà chúng ta không thể thi được điểm cao thì đành chịu thôi, chúng ta phải tìm ra những cái lợi thế khác của mình. Thứ ba, đó là gì? Đó là hai thư giới thiệu. Đối với học bổng thạc sĩ thì thông thường người ta sẽ thích là một thư giới thiệu đến từ thầy cô giáo của mình, và một thư là đến từ gọi là đơn vị tuyển dụng của mình đấy. Thế thì bây giờ rất là nhiều bạn sinh viên là không có kinh nghiệm làm việc đúng không? Thì chúng ta không thể lấy được thư giới thiệu của đơn vị tuyển dụng. Thì mình có một cái tip nhỏ, đó là gì? Đó là chúng ta có thể xin đi thực tập ở những tập đoàn lớn chẳng hạn, và sau đó xin thư tuyển dụng từ sếp ở tập đoàn đó. Thì khi đó là cái thư tuyển dụng của các bạn, cái reference letter của các bạn ấy sẽ được đánh giá cao rất là nhiều. Và thông thường ở Việt Nam mình ý, thì cái thư tuyển dụng ấy bao giờ mọi người cũng không tự viết đâu, mà toàn là sinh viên mình viết thôi, xong rồi đưa họ để họ ký á. Nói vậy hơi khỉ một chút nhưng sự thật là như vậy á. Thế thì khi mà chúng ta tự viết thư giới thiệu cho bản thân mình thì có một cái tip nho nhỏ là như thế này. Đó là gì? Đó là phải mặt dày. Tại sao lại như thế? Bởi vì mình sẽ phải khen mình hết lời đấy. Tất nhiên rất nhiều bạn sinh viên khi mà nhờ mình viết thư giới thiệu ấy, mình sửa thư giới thiệu cho các bạn ấy, mình viết rất là tốt, rất là hay, rất là đẹp. Các bạn nói rằng là cô ấy cái này không giống như em đâu, em thấy ngại lắm khi mà nộp thư này, em thấy sao sao ấy. Nhưng thực ra ấy, có phải là mình nói dối đâu. Mình chỉ là gì? Mình nói sự thật nhưng ở một cái mức độ nó cao hơn một chút thôi, để người ta thấy rằng là gì? Khi nhìn vào thư giới thiệu, mình thấy rằng bạn là một người đặc biệt, bạn là một cái người sáng chói, và với một cái cá nhân kiệt xuất như vậy thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư cho bạn để bạn học tập tại đất nước của họ. Tất nhiên không phải nói dối nha, mà chỉ là nói quá sự thật lên một chút thôi. Cái tiếp theo trong bộ hồ sơ của mình, và cũng là một cái cực kỳ quan trọng, đó là CV. Rất là nhiều trường đại học họ không yêu cầu các bạn có CV đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng là gì, với tất cả hồ sơ CV của mình, với tất cả hồ sơ apply học bổng của mình đều để cái CV của mình vào. Bởi vì CV là cái bản tóm tắt dễ nhìn ra nhất về tất cả những cái thành tích của bạn, tất cả những cái gì nổi trội nhất của bạn, bạn muốn thể hiện cho người ta thấy thì hãy đưa vào CV. Và CV mà người ta không yêu cầu nhưng nó cũng thể hiện rằng bạn là một người chuyên nghiệp đúng không? Bạn là một người có rất là có tính kỷ luật cao và làm việc rất là hiệu quả. Cho nên việc mà bạn cho CV vào trong hồ sơ của mình thì nó là một điều tốt thôi, chúng ta nên cho vào nhé. Tuy nhiên CV thì nên tham khảo một số mẫu CV của nước ngoài, đừng nên dập khuôn theo những CV xin việc ở trong nước, bởi vì nó sẽ không phù hợp cho nội dung hồ sơ xin học bổng của các bạn đâu nha. Và lastly, tài liệu thứ 5 và cũng là tài liệu quan trọng nhất mình đặt ở cuối cùng, đó chính là thư giới thiệu bản thân, hay là chúng ta có thể gọi nó là thư xin học bổng. Thì cái thư giới thiệu bản thân này rất là quan trọng, và nó có tính quyết định đối với việc là bạn có được học bổng hay không. Nội dung của cái thư này thì đơn giản là gì? Thứ nhất, tại sao bạn chọn trường này, và tại sao bạn chọn cái khóa học này để bạn học. Thứ hai là tại sao bạn nghĩ rằng bạn sẽ học được cái khóa này. Và thứ ba, đó là tại sao bạn nghĩ bạn xứng đáng được trao cái suất học bổng này. Thì với nội dung đầu tiên, tại sao bạn lựa chọn trường này và tại sao bạn lựa chọn khóa học này, thì chúng ta phải trả lời thật là thông minh. Nó thể hiện được là gì? Phải thể hiện được là chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ về môi trường này, chúng ta thực sự mong muốn được đào tạo ở đây, và đây thực sự là một cái môi trường mà phù hợp nhất với cả bản thân mình, phù hợp nhất với cả mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu cuộc sống của mình.
Thứ hai á, đó là chúng ta phải thể hiện rằng là chúng ta có một cái định hướng nghề nghiệp rất là rõ ràng. Ví dụ là tôi đăng ký học tài chính chẳng hạn. Vậy thì sau khi học tài chính xong ra trường tôi sẽ làm gì? Trong 5 năm đầu tiên tôi sẽ làm gì, 5 năm tiếp theo tôi sẽ làm gì? Tức là mặc dù có thể không phải như vậy đâu, nhưng mà mình phải cho người ta thấy rằng là mục tiêu của mình rất là rõ ràng. Và cái việc mà mình apply học trường này, việc mình xin học bổng chỉ là một phần trong cái mục tiêu đấy thôi. Cái nội dung thứ hai trong thư này đó là tại sao mà bạn nghĩ bạn phù hợp với khóa học này, bạn học được khóa học này, và tại sao bạn nghĩ là bạn sẽ xứng đáng với học bổng á. Thì đây mới là cái mấu chốt này. Mình phải show ra được những cái gì tốt đẹp nhất của mình. Người ta nói là tốt đẹp khoe ra, xấu ra đậy lại, là ở chỗ này đây. Mình quay trở lại vấn đề bảng điểm ban đầu. Thì khi nãy mình nói là bảng điểm là cái mình không sửa được, đúng không nào? Ok, mình không sửa được nhưng mình có thể làm nó đẹp lên được. Ví dụ như bạn chỉ được 7,5 thôi. 7,5 điểm trung bình làm sao xin được học bổng? Đừng nhầm nha, mình gặp rất nhiều người 7,5 mà xin được học bổng toàn phần đó. Ví dụ điểm trung bình chung của bạn là 7,5, nhưng tất cả những cái môn về tài chính, kế toán, về kinh tế học của các bạn điểm rất là cao, toàn 9 với 10 thôi, toàn đứng top của lớp thôi. Thì tại sao chúng ta lại không nhấn mạnh ở trong cái thư xin học bổng này, chúng ta nói rằng là gì? Mặc dù điểm trung bình của tôi chỉ thế này thôi, nhưng mà có thể để ý thấy những cái môn liên quan đến tài chính, đến kế toán, đến kinh tế của tôi điểm luôn luôn đứng top của lớp, không ai có thể vượt được tôi cả. Tôi đứng top 1% của lớp, nghe đấy, từ 1% là người ta thích rồi, đúng không? Thì khi đó là nếu như bạn apply vào khóa học về kinh tế và tài chính thì rất là có lợi. Hoặc là một ví dụ nữa đó là gì, điểm của chúng ta không cao lắm nhưng qua các kỳ điểm chúng ta tăng dần đều, cứ tăng dần đều thôi, thì mình có thể nhấn mạnh vào cái điều như thế là gì, là trong suốt những cái năm học đại học tôi từ một sinh viên rất là bình thường, tôi nỗ lực để trở nên là một sinh viên nằm trong top của lớp chẳng hạn, mặc dù là điểm trung bình của tôi không quá cao nhưng nó thể hiện là cái nỗ lực của tôi. Và như vậy thì người ta cũng ngầm hiểu rằng là gì, là trong những cái năm tới nếu như bạn tiếp tục học tập ở môi trường người ta thì cái nỗ lực của các bạn cũng sẽ tương tự như thế, và cái tốc độ năng trưởng của điểm số cũng sẽ tương đối như tốc độ tăng trưởng điểm số trước đây. Đó chỉ là hai cái tip nhỏ thôi nha. Và ở trong cái mục này thì chúng ta cũng cần nhấn mạnh thêm những cái thành tích khác của bản thân, ví dụ như là hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện, vân vân. Bởi vì là trong những cái giấy tờ khác của các bạn nộp á, thì không có cái nào đề cập đến cái mục này cả, trừ CV, mà CV thì cũng chỉ nói vắn tắt thôi. Cho nên đây sẽ là một cái cơ hội để các bạn nhấn mạnh những cái thành tích nổi bật của các bạn. Mình có một bạn sinh viên ấy, thì bạn ấy học cũng rất là giỏi, nhưng mà điểm của bạn ấy thì cũng không phải là gọi là thủ khoa, cũng chẳng phải là được mức xuất sắc đâu. Thế nhưng mà bạn có rất nhiều cái thành tích, ví dụ như là bạn xin được những cái suất học bổng để đi sang châu Âu này, hoặc để đi sang Mỹ này, để tham gia những cái dự án rất là hay. Thì ở đây nó là cái cơ hội để các bạn ý khoe ra những cái thành tích của mình trong cái thư xin học bổng đó. Và cuối cùng bạn ấy cũng là một trong những bạn đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần đi học ở Anh đấy. Đơn giản đúng không nào? Và còn một cái điểm lưu ý cuối cùng nữa trong cái thư xin học bổng á, mà mình muốn chốt lại ở đây á, đó là thông thường các trường đại học khi mà họ trao học bổng sinh viên quốc tế, đặc biệt là những bạn sinh viên đến từ các nước đang phát triển, thì họ có một mong muốn đó là các bạn ấy sau khi tốt nghiệp sẽ trở về đất nước của mình để phát triển đất nước và mang cái danh tiếng của trường đại học đó quay trở về với đất nước của mình. Chính bởi vậy, làm thế nào trong cái thư xin học bổng của mình phải toát lên được mong muốn về cái mục đích, với những cái định hướng của mình là sau khi học tập mình sẽ dùng cái kiến thức đó như thế nào để quay trở về xây dựng và phát triển đất nước, phát triển nền kinh tế của nước nhà, thì khi đó bạn sẽ có một cái điểm cộng không hề nhỏ đâu trong con mắt của những người xét học bổng đấy. Đó thì đó chính là những cái giấy tờ mà chúng ta cần chuẩn bị khi chúng ta xin học bổng của các trường đại học. Thì nếu như mà chúng ta chuẩn bị tốt các giấy tờ này rồi, với bản thành tích tương đối là tốt rồi, và chúng ta biết lựa chọn những cái học bổng mà vừa sức với mình, những cái trường học mà vừa sức với mình, thì cái khả năng mà chúng ta thành công, chúng ta xin được học bổng để vi vu ở nước ngoài sẽ rất là cao, giống như mình nè, bây giờ đang ở Úc rất là vui vẻ. Chúc các bạn thành công nhé. Bye.